Kim Phượng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả của đài Apple TV 55.4 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Houston I Love You cùng với Kim Phượng. Và hiện giờ thì Kim Phượng đang có mặt tại Elegant Flower ngay đường Bel Air trong khu Kim Sơn. Và bên cạnh Kim Phượng là chủ nhân của tiệm hoa xinh đẹp này, cô Ngọc Hân. Dạ, xin Ngọc Hân xin kính chào chị Kim Phượng của đài ABTV 55.4. Xin kính chào quý khán giả đang xem đài và cảm ơn chị Kim Phượng hôm nay đã đến thăm tiệm hoa Elegant Flower với chương trình Houston I Love You. Kính thưa quý vị, trong những chương trình Houston I Love You lần trước thì quý vị thấy là Kim Phượng đã đi đến các nhà hàng, các nơi cơ sở thương mại của người Việt của chúng ta ở Houston, những cái shop bán quần áo thế này thế kia. Nhưng mà đặc biệt hôm nay đến một chỗ này Kim Phượng rất là yêu thích, vì Kim Phượng rất là thích hoa quý vị. Và bây giờ thì bên cạnh Kim Phượng là một cái chủ nhân của tiệm hoa, cho nên Kim Phượng muốn biết thêm nhiều về cái người chủ nhân này. Ngọc Hân bước chân tới Houston vào năm 1992, vừa qua theo diện bảo lãnh của anh với lại ba qua Mỹ năm 87. Và sau đó Ngọc Hân cũng đi học xong rồi lập gia đình rồi cái thích nghề cắm hoa, cho nên cũng tới những trường học của các trường đại học ở đây. Và học xong rồi thì cũng nói với người nhà là cũng muốn mở tiệm hoa, cho nên là tiệm hoa Elegant ở trên đường Bel Air này đã được gần 10 năm rồi chị Kim Phượng. Vâng, kính thưa quý vị, với một cái số tuổi cũng rất là khá trẻ, chẳng những là có một cái tiệm hoa xinh đẹp như thế này, Ngọc Hân còn luôn luôn dấn thân vào những cái công việc của cộng đồng, nghĩa là hăng say để làm những cái việc tốt, những cái việc thiện nguyện. Kim Phượng rất là mến Ngọc Hân vì thường xuyên gặp Ngọc Hân vào những cái chương trình như thế. Và Ngọc Hân có thể cho khán giả biết rằng em yêu hoa hay là ngoài ra một cái gì mà nó là làm cho em phải đưa vào cái nghề hoa như thế này không? Cái gì mà quan trọng nhất? Cảm ơn chị Kim Phượng. Ngọc Hân lúc thổi nhỏ đó có người chị cắm hoa rất là đẹp. Lúc đó Ngọc Hân mới có 10 tuổi thôi, chưa đi Mỹ, thì rất là thích, thấy chị mình cắm hoa mình thích lắm. Cho nên sau này đi học xong rồi nói thôi chắc là phải đi học cắm hoa, yêu hoa. Và thích nhất là mình được làm hoa trong những cái tiệc cưới. Mình rất là enjoy khi mà cô dâu chú rể cầm một cái bó hoa của tự tay mình làm. Rồi không riêng gì đám cưới mà Ngọc Hân cũng làm cho bên nhà hoàng. Nói về nhà hoàng thì cũng cảm động là Ngọc Hân rất là vui mừng được làm một cái hoa trên quan tài cho những bác đã vừa qua đời. Tuy mình không biết bác là ai, nhưng mà mình nhận được cái hoa và mình biết được cái tên của bác đã mất. Thì tự nhiên Hân làm hoa thì Hân nghĩ tới bác. Cho nên rất là cảm động và rất là thương, cho nên yêu nghề cắm hoa là vậy. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, một câu nói rất là dễ thương và cũng rất là xúc động. Vâng, hoa có thể đem đến cho người ta một cái buổi tiệc vui, nhưng mà hoa cũng có thể đem đến để mà chia tay một người không còn ở trên trần gian này nữa. Thì cái nào nó cũng là quan trọng, cái nào cũng là một cái xúc động, cái phát xuất từ cái trái tim của mình. Chị cũng rất thích nghề cắm hoa. Thế thì tiệm hoa của mình một tuần lễ là làm việc mở cửa bao nhiêu ngày? Dạ thưa, tiệm hoa mở cửa 7 ngày chị Kim Phượng. Người Việt Nam của mình thì thứ 2 tới thứ 6 thì vẫn làm việc bình thường, nhưng mà nhất là ngày cuối tuần, thứ 7 chủ nhật thì khu Kim Sơn của mình trên đường Bel Air thì rất là nhộn nhịp, cho nên là phải mở cửa 7 ngày để đón chào quý khách. Dạ. Như vậy thì Ngọc Hân không được nghỉ ngơi ngày nào hết, rồi làm sao mà làm việc cho cộng đồng nữa. Dạ. Dạ thì Ngọc Hân thì thích làm những việc ở trong xã hội, vẫn có thời giờ. Tại vì tiệm hoa thì cũng có vài nhân viên để giúp cho Ngọc Hân, thì cũng vẫn còn đi phụ cho bên chùa hoặc là đi vận động bầu cử thí dụ vậy. Dạ. Thế thì Ngọc Hân có một cái cơ sở về hoa riêng của mình không, hay là mỗi lần mà có người order thì Ngọc Hân lại phải order lại một cái chỗ mà cơ sở bán hoa? Dạ, mình làm hoa tại tiệm này luôn chị Kim Phượng, và mình order hoa từ những cái wholesale, họ sẽ gửi về cho tiệm hoa của mình và mình process phía sau rồi mình đứng cắm hoa tại đây luôn chị. Thì như vừa Ngọc Hân vừa nói là Ngọc Hân có thể lo tất cả về những cái tiệc đám cưới, những cái sinh nhật, những cái tặng phẩm về hoa, cũng như có thể nói là giúp cho bên nhà hoàng về những cái hoa cho dành cho người qua đời. Thường thường cái người khách của em đến đây là chỉ là người Việt hay là có cả những người ngoại quốc?
Dạ thưa, mình nằm trong khu thương mại sầm uất của người Việt trên đường Bel Air thì yes, đúng là người mình có khách rất là nhiều, khách Việt Nam. Nhưng mà ngoài ra đó thì mình cũng có nhiều những người bản xứ tới ghé thăm tiệm ở đây chị. Dạ. Có những cái bản như là Vu Quy, bản Tân Hôn và có cả những cái mâm trầu cao cho tiệc cưới không em? Thì Ngọc Hân ở đây có cho mướn mâm quả lư hương để cho những cái lễ cưới vào buổi sáng cho tiệc trà đó. Ngoài ra thì trong tiệc cưới thì ở tiệm hoa của mình có bọc ghế cho các tiệc cưới giống như tiệc sinh nhật hay anniversary, tất cả mình có tại đây hết chị. Ngoài cái chương trình hoa ra, Ngọc Hân có thể đi xa hơn một chút xíu nữa là có thể mà mình nhận cái tiệc cưới trọn gói không? Cái trọn gói đây chị muốn nói là giống như là Ngọc Hân sẽ nhận luôn cả vấn đề make up, về làm tóc, về bánh trái, về lo nhạc luôn cho tất cả các tiệc cưới hoặc là những cái hội đoàn. Nghe chị Phượng nói đó rất là tiện cho những cô dâu mà rất là bận rộn. Yes, bận rộn thì một ngày cưới thì có nhiều việc phải lo, ví dụ video giống như chị Phượng mới nói đó. Hân cũng thích lắm, nhưng mà thật sự ra mình yêu nghề thì mình chỉ thích làm một việc cho nó đúng thôi, đó là mình thích cắm hoa thì mình phải focus, mình trọng tâm vô cắm hoa cho nó đẹp, chứ làm nhiều việc khác thì nhiều khi mình cũng không có hoàn thành cho nó tốt việc. Dạ. Quý vị thấy không, còn trẻ mà quyết định lúc nào cũng sáng suốt, đó là cái đường lối là nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Như chị tham cái gì cũng muốn làm mà rốt cuộc không có gì. Kể cảm ơn Ngọc Hân đã dành cho chị những giây phút đến với chương trình Houston I Love You. Thế thì bây giờ còn những cái phút cuối cùng, Ngọc Hân có thể nói những cái điều mơ ước và những cái lời mời gọi thế nào đến với những khán giả thân thương của đài Apple TV? Trước hết thì Ngọc Hân xin cảm ơn đài ABTV 55.4, cảm ơn chị Kim Phượng, và nhất là cảm ơn chị Kim Phượng đã hát một bài hát rất là hay, Houston thành phố tôi yêu. Rất là cảm động và rất là mừng là trên đại lộ Bel Air mình có thể được gọi là đại lộ Sài Gòn. Cảm ơn chị. Đúng là em phải cảm ơn hai nhạc sĩ, đó là Hoàng Cầm và Hoàng Văn, ban giám đốc của đài Apple TV, vì có hai nhạc sĩ sáng tác ra thì chị mới có cơ hội để mà thực hiện bài hát này. Ngọc Hân xin cảm ơn hai nhạc sĩ rất là nhiều. Dạ. Chị cảm ơn Ngọc Hân rất nhiều. Và một lần nữa kính thưa quý vị, xin giới thiệu cùng quý vị, khi quý vị có những cái cần về hoa thì quý vị đừng quên Elegant Flower với Ngọc Hân. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi chương trình Houston I Love You cùng với Kim Phượng và đài Apple TV 55.4. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp. I love you.